với các bạn, mình là Nguyễn Thu Hoài đến từ câu lạc bộ bóng chuyền nữ VietinBank Coseco. Tại SEA Games 30 diễn ra vào năm 2019 tại Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã xuất sắc giành về tấm huy chương bạc, điều mà họ đã bỏ lỡ ở kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2017. Trong khoảnh khắc đặc biệt vui sướng ấy, niềm hạnh phúc của các vận động viên dĩ nhiên là không thể diễn tả bằng lời, đặc biệt là đối với những ai lần đầu tiên được khoác áo tuyển và tham dự một sự kiện lớn như SEA Games. Lúc đấy vui lắm, em còn đứng ở giữa sân em khóc. Không hiểu sao em khóc luôn. Kiểu vui quá vì là kiểu bao nhiêu áp lực từ trước đến giờ em không show ra ngoài, nhưng mà kiểu mình dồn nén. Lúc đấy khá là hạnh phúc. Bây giờ nghĩ lại cái cảm giác lúc đấy thì thực sự là cái cảm xúc của em vẫn còn kiểu trọn vẹn ấy, vì là đấy lần đầu tiên của em. Sau cái trận đánh với Philippines thì bọn em phải đánh 5 hiệp thì mới giành chiến thắng là 3-2, và lúc đấy thì mọi người tinh thần đang rất là hừng hực, và đến cái trận Indonesia lúc đấy bọn em thắng thì bọn em sẽ được vào đánh chung kết, và đến cuối cùng thì cái lúc mà thắng thì cảm xúc vỡ òa, trời không thể nào tin được chị em mình lại có thể giành lại được tấm huy chương bạc mà đã bị đánh mất từ SEA Games trước. Có thể nói rằng vị trí Á quân của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 30 vừa qua có công rất lớn của Thu Hoài. Khi mà đàn chị Linh Chi gặp chấn thương, cô gái này đã chớp thời cơ đúng lúc, tập luyện không ngừng nghỉ và nhận được thành quả xứng đáng. Đáng chú ý khi được lựa chọn trở thành cây chuyền hai chính của đội tuyển, cô gái sinh năm 1998 này còn liên tiếp tỏa sáng. Năm 2019 đối với em thì là một năm rất là nhiều áp lực, từ cấp độ câu lạc bộ đến cấp độ đội tuyển. Lúc đấy thì trên đội tuyển thì chỉ có em và Lâm Oanh là hai chuyền hai trẻ nhất từ trước đến giờ, và bọn em cả hai người cũng rất là áp lực. Cái vị trí này rất là quan trọng, trong khi đó các cái vị trí tấn công thì đang rất là đều. Cái điểm yếu là chỉ là ở hai người chuyền hai thôi, mà mỗi người chuyền hai có một cái điểm mạnh và điểm yếu riêng, cho nên là nó rất là khó để cho mà ban huấn luyện có thể chọn ra được một vị trí chuyền hai phù hợp. Em và Lâm Oanh thì cả hai người đều rất là cố gắng trong tập luyện, cạnh tranh nhau từng tí một, phải gọi như thế. Đến nỗi mà trước SEA Games mấy ngày, cho đến khi bọn em sang đến Philippines thì mới biết được là ai là vị trí chuyền hai chính ở trong đội hình. Thật ra là đến trận đấu đầu tiên của SEA Games ấy thì em bảo là đây là cái giải đấu cuối cùng của năm ở trên cấp độ đội tuyển, và đây là cái SEA Games đầu tiên của mình. Mình đang chiến đấu vì màu cờ sắc áo thì mình làm hết khả năng của mình thôi. Không được thì có Lâm Oanh ở ngoài thì cũng sẵn sàng để vào mà làm sao cho cái đội hình của mình nó tốt nhất. Nói Thu Hoài là người đóng thế hoàn hảo ở vị trí chuyền hai của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là vậy, khi cô đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao, khỏa lấp đáng kể vị trí mà người đàn chị Linh Chi để lại vì gặp chấn thương. Cứ như thế, năm 2019 trở thành một năm đáng nhớ với chuyền hai quê Thái Bình, và tạo đà cho một năm 2020 dù khó khăn nhưng ít nhiều cũng để lại những dấu ấn nhất định. 2020 đối với em thì nó thử thách bản thân em rất là nhiều ấy. Em nghĩ là không chỉ kinh tế, thể thao còn bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi vì là dịch Covid ấy. Cho nên là em thấy cái chuyên môn của em trong năm vừa rồi nó không được thật sự tốt. Nhắc đến Thu Hoài là nhắc đến những thành tích rất ấn tượng của một vận động viên chuyền hai mới chỉ 23 tuổi. Tại giải bóng chuyền trẻ vô địch Đông Nam Á 2016, cô gái này đã vượt qua hàng loạt những tay chuyền tài năng của Thái Lan, Philippines để giành danh hiệu chuyền hai trẻ xuất sắc nhất giải. Và rồi nó trở thành bước đệm để tiến đến những thành công sau này. Khi còn là một vận động viên trẻ mà được nhận cái danh hiệu như thế thì đấy là một cái động lực rất là lớn để cho em tiến về phía trước và cố gắng cải thiện mình nhiều hơn nữa trong chuyên môn. Thực ra lúc đấy thì cũng rất là bất ngờ, bởi vì là khi mà đội U19 bọn em được huy chương bạc đã một cái rất là vui rồi, nhưng mà khi mà được nghe thấy tên mình được nhận cái danh hiệu chuyền hai xuất sắc nhất thì mình lại càng bất ngờ hơn. Và nói chung là không diễn tả được cái cảm xúc đến lúc đấy ạ. Thu Hoài là một thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền nữ VietinBank Coseco. Dưới màu áo xanh da trời, Cô gái sinh năm 1998 này đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong khoảng thời gian ngắn sau khi các trụ cột đã dần bước qua thời kỳ đỉnh cao. Được sự dìu dắt của đàn chị Hà Thị Hoa và huấn luyện viên trưởng Phạm Kim Huệ, Thu Hoài đang được đánh giá rất cao về trình độ chuyên môn và ngày càng khẳng định được mình. Thực ra Thu Hoài hiện tại bây giờ đang là linh hồn của đội. Em là truyền hai duy nhất và cũng là người truyền cho đội từ đầu đến cuối. Theo đánh giá chủ quan của tôi thì Thu Hoài rất có năng lực. Và với cái ý thức cá nhân của em ấy cũng như là với cái tự giác của em ấy thì tôi tin là Thu Hoài sẽ là một vận động viên tốt ở góc độ là đội nhà cũng như đội tuyển quốc gia. Ở thời điểm này, tại Việt Nam, bóng chuyền không phải là môn thể thao được quan tâm số 1. Vì thế mà có lẽ ít ai biết rằng câu lạc bộ bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương trước kia giờ là câu lạc bộ bóng chuyền nữ VietinBank Coseco đang trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn. Họ bị chảy máu lực lượng một cách nghiêm trọng khi hàng loạt trụ cột như chủ công Nguyễn Thị Xuân, Trần Tú Linh chuyển sang các đội bóng khác. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cũng nộp đơn xin thanh lý hợp đồng. Như thế vai trò của một người như Thu Hoài sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và có vẻ như trong tương lai cô gái này sẽ trở nên không thể thay thế trong hành trình giành chức vô địch giải bóng chuyền quốc gia. Thu Hoài thì điểm mạnh thì gần như em là một người rất là chịu khó, ý thức tự giác trong tập luyện và tự làm cho bản thân mình luôn luôn cố gắng tốt lên. Về điểm yếu thì thực ra thì bên cạnh em ấy thì các đồng đội cũng vẫn còn chưa thể đáp ứng được những cái chuyên môn như mong muốn. Thành ra là khi vào sân ấy, mỗi người đập một kiểu và mỗi một đường chuyền nó khác nhau. Thành ra là bên cạnh đấy là Thu Hoài cũng rất là khó khăn khi mà chuyền cho từng vận động viên trên sân. Trong năm 2020 đội em cũng khá là nhiều những cái vấn đề bên lề ấy, cho nên là cũng chưa tập trung vào tập luyện nhiều. Sau đấy dẫn đến là thi đấu không thực sự tốt. Tới thời điểm này thì sao liệu mọi thứ đã được giải quyết một cách phần nào đó chưa? Đến bây giờ thì đội em cũng đang trong cái tình trạng là thiếu hụt lực lượng ấy. Bởi vì là vừa rồi thì là thầy Nguyễn Tuấn Kiệt cũng hủy hợp đồng với cả Ngân hàng Công Thương. Mấy vận động viên nữa cũng đang xin nghỉ nhưng mà chưa biết là như thế nào. Cho nên là em nghĩ là dù đội có như thế nào thì mình vẫn phải cố gắng hết mình thôi. Có vẻ như bóng chuyền Việt Nam đang ngày càng sản sinh ra những vận động viên vừa tài năng, vừa xinh đẹp. Trước kia có Kim Huệ, Linh Chi, còn giờ thì có Thu Hoài hay cả Thu Huyền. Điểm chung của họ không chỉ là chuyên môn tốt, vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn cả việc gác lại danh hiệu mà người hâm mộ yêu mến đặt cho là hoa khôi bóng chuyền để tập trung vào thi đấu. Hình ảnh ngoài đời của Thu Hoài là một cô gái vô cùng xinh đẹp và có gu thời trang cực kỳ cuốn hút. Em nghĩ là đấy cũng là một cái may mắn khi mà mình được mọi người mệnh danh cho mình như thế. Nhưng mà bên cạnh đấy thì mình phải ý thức nhiều hơn trong cái việc tập luyện, chỉnh chu nhiều hơn để người ta không nói mình được là ví dụ như là bình bông chẳng hạn thế. Cũng giống như rất nhiều cô gái khác, Thu Hoài còn có thêm những sở thích bên ngoài chuyên môn bóng chuyền như chụp hình, đi du lịch. Em thì ăn chơi thì ai cũng thích rồi, không phải mỗi em đâu. Rồi kể cả du lịch cũng thế. Em thì cũng hay chụp ảnh, rồi hay hát. Để nói đam mê thì cũng không hẳn là đam mê, nhưng mà ngoài ra đấy cũng là một trong những cái sở thích của em thôi. Chụp ảnh, hát hò, rồi đi cà phê, cà pháo với bạn cuối tuần. Mình có bao giờ nhận được những cái lời mời chụp ảnh, quảng cáo hay chụp mẫu ở một cái doanh nghiệp nào không? Cũng có nhưng mà thực sự là em chưa làm cho bên nào cả. Dù đó chỉ là sở thích thôi, nhưng Thu Hoài cũng khiến cho không ít người phải thán phục bởi cô rất thành thạo trong các lĩnh vực mà mình tìm hiểu. Nếu khoác lên mình trang phục đời thường và dạo phố chụp ảnh, sẽ có nhiều người lầm tưởng đây là một người mẫu chứ không phải là một vận động viên bóng chuyền. Vì Thu Hoài rất xinh đẹp, có thân thái tốt, có một vóc dáng cực kỳ chuẩn và có cả những kỹ năng chụp hình cực đỉnh. Nếu như lướt dạo trên trang Facebook của Thu Hoài, chúng ta sẽ thấy bên cạnh những bức hình về chuyên môn thì đa phần còn lại đều là những hình ảnh mà bản thân cô đã sử dụng những chiếc áo dài hết sức duyên dáng. Rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà nữ vận động viên quê Thái Bình lại rất thích mặc kiểu trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt Nam để chụp hình như vậy. thấy là cái danh hiệu đấy thì nó nhắc nhở cho em là mình phải chỉnh chu hơn ở trong chuyên môn hơn nữa ấy. Chứ mà mình chảnh mảng ra cái thì người ta sẽ không nhớ đến mình là một vận động viên nữa, mà cái danh hiệu kia nó cũng chỉ là một thời gian nào đấy thôi, sau rồi người ta sẽ quên, không biết mình là ai cả. Hoa khôi áo dài có vẻ là phần thưởng khiến cho Thu Hoài được yêu mến hơn trong mắt khán giả, bởi là một người phụ nữ có ý thức giữ gìn những bản sắc văn hóa của dân tộc. Và dĩ nhiên, danh hiệu này cũng sẽ trở thành động lực để cô phấn đấu trong chuyên môn. Thường thì chúng tôi theo dõi trang cá nhân của bạn thì thấy rằng là bạn có rất nhiều những cái shot hình đẹp, ăn ảnh với áo dài. Có thể chia sẻ nhiều hơn về những cái shot hình đó được không? Ra áo dài đến với em cũng là một cái duyên. Khi mà tôi biết là bạn có một cái danh hiệu hoa khôi áo dài đúng không? Vâng, khi mà được cái danh hiệu hoa khôi áo dài ở giải VTV Bình Điền năm 2016 thì tự nhiên từ lúc đấy trở đi là đi đâu mình nhìn áo dài ôi đẹp thế. Thì xong rồi thích từ đấy ai bảo đi chụp ảnh không? Sao bảo áo dài nhá. Thế là từ đấy trở đi là cứ thích áo dài thôi, với lại cả khi mặc áo dài lên thì kiểu thấy mình khác hẳn so với ở trong sân ấy. Nhìn nữ tính hơn, mềm mại hơn. Thế là cả là mình cũng mang được cái nét truyền thống của mình cho bạn bè quốc tế xem biết ở đây nào. Đây là bộ quần áo truyền thống của bọn tao. Mình có học cái kỹ năng chụp ảnh ở đâu không? Hay là tất cả mọi thứ đều là tự mình cô xin làm hết? Từ trước giờ thì em chưa học cái gì ở ngoài tiếng Anh. Chứng tỏ là cũng là một người có nhiều năng khiếu đấy. Vận động viên thể thao thì cũng là những con người bình thường, cũng có sở thích, có thói quen và có cả những mong muốn hết sức bình dị khác. Thu Hoài năm nay 23 tuổi, trong thể thao thì đây là độ tuổi rất đẹp để phấn đấu, để cống hiến cho sự nghiệp. Còn ở bên ngoài cuộc sống thì có lẽ đây đã là độ tuổi mà nhiều người phụ nữ nghĩ đến việc thành lập gia đình. Dù vậy, cô gái này vẫn đang tràn đầy nhiệt huyết với bóng chuyền nữ Việt Nam và mong muốn sau này có thể tìm kiếm được một người bạn đời hiểu mình, hiểu lĩnh vực mà mình đang cống hiến. Có bao giờ nghĩ đến việc là mình mong muốn lấy một người trong nghề không? Em thì mong muốn. Người bạn trai của em thì cũng đơn giản thôi ạ. Em cao như thế này thì chắc là bây giờ thì cũng có người cao hơn em ấy nhở, cho nên là thôi cũng cao hơn em cũng được, mà bằng em cũng được, không sao. Trưởng thành một chút, kiểu như thông cảm được cái nghề nghiệp của em, bởi vì là cái nghề của em phải đi tập, đi đấu nhiều ấy. Thế nên là khi mà đi xa như vậy thì cũng phải hiểu cho nhau, thông cảm nhau vì cái nghề nghiệp. Và một cái nữa là mình mong muốn là bạn ấy có cái chí tiến thủ trong công việc cũng như là cuộc sống. Tết Nguyên đán 2021 mới trôi qua không lâu và đó chắc hẳn sẽ là khoảng thời gian rất đáng nhớ với Thu Hoài. Với các vận động viên, đó là dịp để họ có cơ hội được sum họp, quây quần cùng gia đình sau cả năm bận rộn với những huồng quay thể thao. Thậm chí, quãng nghỉ ở dịp Tết Tân Sửu vừa qua còn thực sự quý giá, không chỉ với bản thân của nữ vận động viên sinh năm 1998 này. Một năm đi tập luyện thi đấu thì em chỉ được về 1-2 lần, năm nào nhiều thì được 3 lần. Thế mà gia đình thì lúc nào cũng mong là con được về nhà, sum họp, sum vầy với gia đình nó được dài dài một tí. Nhưng mà lần nào về cũng chỉ được có 1 ngày, 2 ngày là lại đi luôn. Đối với em thì những cái dịp Tết như thế này nó là một cái khoảng thời gian cho mình được ở bên người thân rất là lâu và kiểu sum họp đầy đủ mọi người. Bởi vì những cái lần trước em về thì có lần thì bác không ở nhà hay có lần thì anh không ở nhà, nhưng bây giờ những cái dịp Tết như thế này thì mọi người đông đủ cả, gặp gỡ rồi quây quần bên nhau nó cũng rất là vui và hạnh phúc. Thu Hoài là một trong những vận động viên rất tiềm năng ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 khiến cho các sự kiện thể thao bị đóng băng, thì Thu Hoài cũng chỉ tập luyện và tham gia số ít các giải đấu trong nước nhằm duy trì phong độ và chuẩn bị cho những sự kiện trong năm 2021 với mục tiêu không chỉ của riêng mình. Đầu tiên là ở cấp độ câu lạc bộ thì em chỉ mong là mình là một chị lớn ở trong đội thì dẫn dắt được mọi người ở trong sân, cũng như là bảo ban nhau tập luyện thi đấu làm sao mà vượt qua được cái thời gian thực sự là thử thách đối với đội em như thế này. Còn đối với cấp độ đội tuyển kiểu câu lạc bộ như thế khó để mà góp mặt cho đội tuyển, nhưng mà em sẽ cố gắng hết mình. Nếu mà được có danh sách trong đội tuyển thì em cũng cố gắng trau dồi bản thân và trau dồi những cái kỹ chiến thuật ở trong chuyên môn. Năm 2021, bóng chuyền nữ Việt Nam có một mục tiêu đặc biệt quan trọng, đó là giành tấm huy chương vàng tại SEA Games 31 được tổ chức tại nước nhà. Nếu Thu Hoài duy trì được phong độ ổn định và khả năng vốn có, cô hoàn toàn có thể là một trong những trụ cột ở vị trí chuyền hai trên tuyển, đặc biệt là trong bối cảnh đàn chị Nguyễn Linh Chi vẫn cần thêm thời gian để lấy lại phong độ sau khi gặp chấn thương. Nhìn chung, bóng chuyền nữ Việt Nam đang ngày càng sản sinh ra nhiều vận động viên vừa tài năng và vừa xinh đẹp. Đó là cơ sở để chúng ta cùng kỳ vọng vào một năm 2021 tươi sáng với môn thể thao này.